Liêu Hải Trinh, phẫu thuật thẩm mỹ là tấm giấy thông hành giúp bạn đẹp hơn và tự tin vào cuộc đời. Liêu Hải Trinh, cái tên quen thuộc ở nhiều lĩnh vực với vai trò là MC và người truyền cảm hứng, đồng thời cũng là tác giả trẻ của nhiều ấn phẩm có sức ảnh hưởng trên cộng đồng mạng. Hải Trinh từng ra mắt 3 tác phẩm và nhận được sự ủng hộ của đông đảo độc giả, Tự tình lúc không giờ, Nợ nhau lời tạm biệt, Cúc họa mi và gần đây nhất là tập tản văn cùng thơ ngắn với tựa đề đơn giản Em. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, khi được mời làm ban giám khảo và người đồng hành với các thí sinh trong chương trình Hành trình lột xác mùa năm, Liêu Hải Trinh đã có những chia sẻ vô cùng thẳng thắn về quan điểm phẫu thuật thẩm mỹ của chị. Liêu Hải Trinh quan niệm, phẫu thuật thẩm mỹ là tấm giấy thông hành để nhiều người bước vào cuộc sống đường đường chính chính hơn, nhưng nó sẽ là tấm vé hết hạn nếu họ ngừng cố gắng, không tự tin vào bản thân để sống ý nghĩa hơn mỗi ngày. Theo chị, phẫu thuật thẩm mỹ còn là giải pháp cứu rỗi cuộc đời cho những người không may vì có vẻ bề ngoài mà bị miệt thị, giúp họ có thể có được một ngoại hình như bao người khác để tự tin hơn trong cuộc sống, tăng lòng can đảm để vươn tới những ước mơ. Nói thêm về lý do tham gia vào chương trình phẫu thuật thẩm mỹ nhân văn Hành trình lột xác mùa năm mà Hà Trinh là giám khảo, chị chia sẻ, đây là chương trình truyền hình thực tế hấp dẫn đầu tiên về phẫu thuật thẩm mỹ tại Việt Nam. Qua những câu chuyện chân thực đẫm nước mắt của các thí sinh, khán giả có thể cùng cười, cùng khóc với nhân vật, từ đó những thông điệp đầy nhân văn sẽ được lan tỏa rộng khắp. 10 thí sinh xứng đáng nhất chọn ra từ các vòng sẽ được trao tấm vé phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí trị giá 500 triệu đồng. Đồng hành với các thí sinh ở vị trí ghế nóng, Liêu Hải Trinh cũng chia sẻ những tiêu chí lựa chọn thí sinh của riêng bản thân mình. Đối với chị, họ cần là những người có nội lực mạnh mẽ, dám xé bỏ vỏ bọc chưa toàn vẹn để hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong tương lai, gai góc, can trường, nắm lấy cơ hội để thực hiện mọi giấc mơ của mình. Bạn có yêu thích vị giám khảo đa tài và đa năng này không? Hãy để lại chia sẻ của bạn dưới video này cho chúng tôi biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh của Bệnh viện Thẩm mỹ Gangnam để cập nhật thêm nhiều video mới nhất về hành trình lột xác mùa mới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.